Người dân Bình Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng về việc nhiều người địa phương có hành động quá khích xuống đường gây rối, đập phá tài sản của cơ quan nhà nước trong hai ngày vừa qua. Nhiều người bức xúc và phẫn nộ trước các hành vi phá hoại gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, tối 10 tháng 6, hàng trăm người dân thành phố Phan Thiết xuống đường đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ném đá, ném bom xăng vào trụ sở kế hoạch đầu tư của tỉnh này, đập phá nhiều tài sản, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cán bộ hưu trí hiện sống tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Qua là người dân trực tiếp ở thành phố Phan Thiết và Phan Rí ở Bình Thuận, có một bộ phận người dân là đã tụ tập đông và sau đó có những hành động như là đập phá, đốt cháy một số cái phương tiện, một số tài sản, các cái trụ sở của công an cũng như là ủy ban, gây những cái ảnh hưởng rất xấu. Trước hết là nó ảnh hưởng đến cái đời sống của những người nhân dân lao động trên cái đường quốc lộ 1 mà bị gây cái cản trở giao thông. Tại điểm nóng huyện Tuy Phong, thị trấn Phan Rí Cửa, ngày 11 tháng 6, hàng nghìn người dân kéo ra tuyến quốc lộ 1. Một số người dân quá khích cầm đá lao vào ném, đánh lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đỉnh điểm, chiều 11 tháng 6, nhiều người quá khích về đội phòng cháy chữa cháy Phan Rí dùng đá, bom xăng tấn công các chiến sĩ đang làm việc ở đây, khiến 20 chiến sĩ bị thương. Người dân cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được, cần phải nghiêm trị theo pháp luật. Các cái trụ sở công an, rồi cơ quan nhà nước, rồi các cái phương tiện mà bị phá hủy, bị làm hư hỏng là nó cũng ảnh hưởng đến những tài sản vật chất của công, nhưng nó cũng chính là do cái công sức của nhân dân đóng góp để mà tạo dựng lên, hiện nay đã bị phá hoại. Cái thứ ba là tôi thấy nó cũng gây những ảnh hưởng xấu, nó ảnh hưởng đến cái môi trường mà cả nhân dân toàn tỉnh đang xây dựng lên là một cái thành phố du lịch, ảnh hưởng đến cái môi trường du lịch của tỉnh trong mắt người dân cả nước cũng như là bạn bè trên thế giới. Hành vi mà xảy ra trong mấy ngày vừa qua thì dưới mắt của những người dân mà có hiểu biết thì người ta đều thấy đây là những hành động là vi phạm pháp luật. Theo thống kê, có hơn 60 xe ô tô, mô tô bị đập phá, đốt cháy và thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều đồ đạc, phòng làm việc của các cơ quan bị đập phá, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong mấy ngày qua thì khi mà sự việc ở Bình Thuận, Phan Thiết, một số đối tượng kích động đó, nên là tạo nên cái mất an ninh trật tự. Theo ý kiến bản thân ấy, thì chúng ta cũng phải phân loại ra đó, được cái kẻ mà thực tế xúi dục hoặc là những kẻ cầm đầu đó, phân loại. Còn một số các cái thanh thiếu niên mà vô tình á là cũng hù theo á, thì chúng ta cũng sàng lọc đưa về địa phương đó, rồi các bậc cha mẹ rồi các địa phương người ta động viên giáo dục để con em chúng ta không có ham vui và đua đòi. Đó, thì còn những kẻ cầm đầu chúng ta phải có biện pháp mạnh, chính quyền địa phương thì cũng rất là thông cảm với lại những các cái phần tử mà đi theo thôi. Đó, còn cái đối tượng mà cố tình á thì chúng ta luật pháp phải làm cho nghiêm. Ngày 12 tháng 6, đại diện công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tạm giữ 8 người để điều tra hành vi phá hoại tài sản và tụ tập gây mất an ninh trật tự. Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong vừa tổ chức họp lên phương án tích cực tuyên truyền cho nhân dân tránh các hành động quá khích gây rối vi phạm pháp luật. Đến chiều 12 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận tại các điểm nóng Phan Rí và Phan Thiết hiện người dân không còn tụ tập. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News tại huyện Tuy Phong, trên tuyến quốc lộ 1, tình trạng giao thông không còn ùn tắc, người dân địa phương trở lại làm việc, sinh hoạt bình thường. Thank you.